Đây là công cụ tự động đăng review này, seller lab này. Như vậy em đăng ký một cái tài khoản nhé, nó sẽ kết nối với tài khoản của Amazon nhé. Thì khi khách hàng mua hàng, nó sẽ tự động email với khách hàng. Được chưa? Đây, ví dụ đây là mình sẽ connect tài khoản này vào trong cái... đây là tài khoản của mình, Bắc Mỹ. Nhưng mà có mất phí không? Đây. Có mất phí đúng không? Tháng đầu tiên miễn phí, tháng sau 40 đô. Phải dùng một tháng đi. Nếu nào có đơn đã. Đúng không? Nối nhé. À. Được chưa? Nối luôn này. Nó sẽ nối với cả cái seller lab này rồi nhé. Rồi. Thế là tự động khi nào cửa hàng mình chuyển đến. Tức là khi có khách hàng mua hàng phát nó sẽ tự động gửi cho khách. Đây này. Được chưa? Gửi nội dung cho mình viết hay nó viết. Rồi, đấy mình làm tiếp. Đây là kết nối rồi nhá. Anh vừa kết nối xong với cái tài khoản Amazon của anh nhá. Ok. Được chưa? Live with Jimmy đây anh Nick nhá. Rồi. Được chưa? Chọn thị trường đúng không? Thị trường của mình là .com đúng không? Rồi. Đây là cái daily user của mình đây. Được chưa? Go to permission này. Tôi copy cái địa chỉ này vào nhé. Vào trong cái user permission nhé. Rồi, okay. User đúng không? Tí. Rồi ok, nó tự nối rồi. Tôi đi user. Đây hình như đây này, hình như đây này. Để nó gửi cái thư đi mà. Chọn cái tên ở đây đúng không? Mình xem nhé. Đây tên nào. Ấn vào cái này để nó gửi cái thư cho bọn này đúng không? Đặt tên. Tên cho mình đặt tên riêng của mình luôn đúng không? Cho tí xem nào. Đây link nó nằm đâu nhỉ? Đây đây. Đúng không? Xem đây ví dụ như là đây Lightfoot này. Jimmy đúng không? Ấn send này. Nó gửi thư mời ở đây đúng không? Thế sang bên này kiểm tra. Tự động thì nó 5 phút đúng không? Đúng rồi, next đi. Thì giờ là view. Cái này là quyền sao? Rồi tiếp đây nhá. Xong lại tiếp tục vào này. Cho pending user này. Tìm automatic. Hoàn phết đấy, cài cái này vào thì ngon nữa. Ông nên tăng tỷ lệ review sao này đấy. Đúng rồi, cái này dùng để tăng lên mà. Thế tí, thằng này nó ấn vào confirm này đúng không? Tí, có. Và cái phần menu permission này. Đây là yêu cầu này. Vào đây nhá. Under pending user. Confirm à? Thì có thằng nào? Chờ một tí. Chờ đi. Nó sẽ có một cái đây, chờ một cái dưới đây. Nó có một cái là pending user. Có nhìn thấy chữ là pending user. Chưa thấy, chắc phải chờ một tí. Nối vào. Không hay đấy. Xong nó sẽ tự động nó gửi. Này hay đấy. Thì cái này sẽ giúp được rất nhiều review. Feedback thôi, à, review sản phẩm nữa. Nó có là review mà. Chờ 5 phút. Gửi vào đây rồi. Hay nhỉ? Đó. Thử xem ra gì.
Chờ thôi, xem là thế nào. Hai mình chuyển đi phát là mình nó đã được feedback thì sao nhỉ? Đây. Hai mình chuyển đi phát là nó đã Chưa, chờ hàng đến nó mới được feedback. Ok, được rồi này, chạy rồi. Đây, nó đã ép ép cái thành viên này vào rồi đây. Cái này nó viết kinh phết đấy, nối nước luôn. Xem nó ra cái gì. Đúng rồi, xong đó bây giờ khách hàng mua nó sẽ phản hồi. Mình sẽ bắt đầu, mình sẽ ví dụ như là bây giờ nhé. Đây. Messenger nữa kìa. Được. Bây giờ. Gửi tin nhắn nào? Facebook Không, tức là đây là nó cho phép à? mình gửi Tạo nhá. tạo tạo Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đã gửi đây là đây vào cái trang của chị ấy nhá. Nhà hay đấy. giống chatbot. Đúng không? Tức là bây giờ nó có chatbot đúng không? Nó có active Rồi. user đúng không? Nó có feedback. Và bây giờ mình sẽ viết thư mình gửi. Rồi. Đây, ví dụ mình sẽ viết một cái thư. Gửi một cái mẫu. Được chưa? Xem mục tiêu của mình là gì đó, event cái mục tiêu goal mục tiêu của mình nhé. Mình muốn là product seller feedback đúng Sẽ làm không? cái bài. Mình tìm xem là có những cái mẫu nào để nó xin seller feedback. Ừ. Được chưa? Hay. Hay đấy. Được chưa? Thay vì mình gửi bằng tay đúng không? Không gửi tay được à, vẫn gửi được nhưng mà Vẫn gửi chậm. được. Vẫn gửi được nhưng mà phải tới Đây, từng ví dụ khách mình một. lấy cái phần này đúng không, hoặc là mình chọn cái này đi, chọn mẫu này được chưa? Đấy, Ok. oh, Mình chưa hello bao giờ này, gọi first là name này, thank for your recent order order cái gì đây, gì đây. này, before you này, take moment to zip này, Rồi đấy, được tôi chưa? sẽ giúp gì đấy đúng không? Đấy 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 là cái dùng để mình gửi thông tin. Rồi, hay đấy, Hay yến coi đâu gì mà được. Mình mẫu ngon. sẽ nghiên cứu được. Cửa 40 đô thôi, vấn đề nó chỉ là 40 đô thôi À không, bây giờ mình có thể copy cái mẫu thư này ra chứ. để lúc sau thích mình gửi bằng tay. Gửi ngay à? Rồi chú ạ. Đây đây là cái mẫu thư. Xem hàng mới không? Làm một chụp ảnh có mấy sao nhìn là đẹp phết. Không Mua chưa? rồi, đang chụp nhưng mà Ai chụp? em chụp Chụp đi. lên thử bật cái máy của anh sang chụp cho Đây là cái quay mình chơi. Đây này, được mẫu thư mẫu thiết ngon lành ấy. mua thư á, Mẫu thư tự gửi tự động này. gửi Chăm cho khách hàng, sóc gửi khách sang hàng khách hàng để xin review. ôi ba. Vãi, kinh lắm, hệ thống thư nó ngon lắm. Tại khách hàng mỗi thằng mua hàng là có một mail rồi cứ gửi tên cho nó hay như nào Cái này nó tự động. cài vào Ừ. gửi cho Amazon ấy Ở đây, Amazon đây. có vi phạm luật không? Không, cái này có vi phạm luật đâu. Cái này nó là extension được gắn vào luôn. Ôi Anh đừng gắn vào đây, 40 đô. 40 đô là như nào? Được. Mua chắc chiều Con hỏi Duy, hỏi thằng Đức ơi. vừa mua 40 Đồ. đô Ừ. Toàn. luôn. Ở đâu đây? Lên đây. Nó tự đi lâu rồi. Nha, sang đây. Nha, cứ sang đây nha. không phải test phải test Không, cái này là bọn nó dùng lâu rồi. không em hiểu rồi, cái này là cái chức năng là như vậy nhưng cái vấn đề là mình thấy là cái sản phẩm của nó xấu ấy thì nó Sao? quên đi là Thằng này. cái Cái thương này hiệu là nó đâu sẽ gửi ngay khi khách hàng order. anh ơi Hiểu chứ không? không phải là Không cái này phải, đây là ngay khi khách hàng order thì nó sẽ gửi thông tin rồi này. chứ không phải là khách hàng kia khách hàng nhận
Tức là đây là khi khách hàng mua phát nó gửi thư luôn. Hiểu chưa? Chính nó là như thế. Ơi. Thì chắc là đây đâu em ạ? Cái trên điện thoại của ai đây? Đây chứ một chỗ. Mà lấy iPhone chụp còn đẹp nhất làm gì? Đâu gì đâu? Samsung chụp đẹp hơn. Samsung màu vàng. Màu vàng nó mới đẹp mà. Màu nó cứ là màu. Máy tao phải nghe điện thoại thôi đấy. Mày lấy tao là nghe khách thế nào được? Mở nó tí. Người dùng cái kia đi. Có cái gì đâu. Xong rồi thì test phát. Vừa vậy nó vẫn sẽ là phẩm nó đau quá nó quên. Bởi vì là bình thường khi khi đã có đơn thì nó đã nhắc rồi. Nhưng mà sẽ thêm cái là nhắc review thôi rồi. Ờ, có thể thêm từ từ cứ xem đi xem thế nào. Vì là tận 28 ngày, 20 ngày, 3 ngày. Em tưởng là meo khi là mà nó hết đấy. Để thử xem á, chắc là nó có theo ngày ấy, thế nào chúng ta chẳng có theo ngày. Theo cái ship của mình ấy, thì nó mặc định là theo cái ship của mình tối đa. Ở đây. Cái đến luôn anh. Nó đây đứng dưới cửa gì. Rồi sao? Đây, nhà đây. Thiết kế đây. Có thiết kế rồi á? Có hết sạch rồi. Nó có bản thiết kế. Nào thiết kế? Bọn bán nhà thiết kế. Bọn nhà thiết kế luôn. Đây, đây là mặt vẽ. Đây là mặt bằng. Ờ, vẽ mặt bằng. Còn thiết kế nó thấp thì nó chỉ có bản này thôi. Đây, chung hết rồi. Đây, đây là phòng đây. Thiết kế nội thất thì... Tao không làm nội thất đâu. Theo vào đó. Tao không làm được tất cái này, tao chỉ sửa làm văn phòng thôi. Rồi bọn này cần gì thì làm theo nó. À, thì nó xây thế rồi. Xây thì mình ở trong mình có thay đổi được. À, thì thế tao đưa mình đọc cái này này. Đặt một chỗ phòng ngủ 3 đi. Ừ, đây là có 4 phòng ngủ thôi. 3 phòng, 1 phòng chính, 2 phòng phụ, đây phòng nhỏ. Thì cũng đọc 2 ai đi, không trả biết. Đặt cái này đi thôi. Ok, và như vậy chúng ta nhìn thấy là trong cái feedback Genius này nó cho phép là chúng ta có thể gửi thư sau 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 1 tuần. Nghĩa là cái này nó là lịch. Ví dụ như là đây là cái chúng ta sẽ gửi phía sau 1 ngày. Khi mà khách hàng, ví dụ như ở đây bắt đầu là khi ship hàng đó, thì thư này sẽ gửi. 1 ngày sau khi ship hàng, thư này sẽ được gửi, lưu lại. Và như vậy thì đây các bạn nhìn thấy đây các trạng thái đúng không ạ? Là khi khách hàng vừa confirm xong thì tôi sẽ gửi thông tin này để tôi sẽ sửa dần. Ví dụ như tôi sẽ sửa cái này là sau khi confirm thì sẽ thank you luôn. Rồi sau để một ngày thì như vậy là sẽ ở đây order confirm đúng không? Sửa. Immediately vừa mua xong lưu lại. Còn cái thư số 2 thì là gì? Đó, thư số 2 này thì tôi sẽ gửi sau một ngày. Tức là khi cái sản phẩm này gửi được một ngày. Nghĩa là cái sản phẩm này sẽ gửi một ngày sau khi mà cái này ship đi. Và tôi sẽ làm thêm một cái thư nữa là cảm ơn khách hàng khi khách hàng đã nhận hàng. Tức là bây giờ là như này, nguyên tắc của ta là bây giờ ấy, là sẽ bán theo dạng tung sản phẩm. Lấy mẫu đó sản phẩm về sẽ lập nhập một lô, bán hết một lô đi nhập tiếp, cứ bán dần theo lô đấy, chạy chương trình khuyến mại.
Thì như vậy nó sẽ bán nhanh được và không bị tồn kho. Cái đấy vấn đề là bây giờ là đấy là bán những đồ bò sứ thì không kể tất cả và thì ý là bây giờ cái nào ngon thì mình sẽ ăn chứ chẳng lẽ không để làm gì. Cái nào ngon thì mình có thể nhỏ thì mình bán chậm mình ôm hàng trước, còn cái thì bán tức tắc là ít có hàng rồi thì cứ để thôi. Đúng rồi, ta công ta gọi cái kho bỏ sản xuất đấy thì chỉ đây mà chủ yếu là mình có đây có nhiều sản phẩm để cho khách hàng nhiều sản phẩm, có việc là người ta mua cái này người ta vào thì có sản phẩm có nhiều bán được đấy, những cái sản phẩm của ta tìm là vào lướt qua nó rồi sản phẩm này hết hàng rồi, những sản phẩm này chưa có thì chán hôm qua nó giống nó sẽ quay lại nữa có. Thì đấy là đối với các sản phẩm nhỏ, còn như nhà tôi đang sản phẩm to thì chơi kiểu mà muốn online đặt hàng chúng ta đang chuyển thôi, kho nhà sản xuất nghe bảo cho bọn sản xuất nó cũng không mở xu hướng bộ mà nó quả là thì nó cũng đang gặp nhà máy rồi và anh nó làm nhà máy ở chủ mới đi thế là chuyên đội rồi người thử thách nó sẽ nhà máy của bọn hàng về Việt Nam chuyên đồ gỗ công nghiệp, chuyên gỗ công nghiệp, đại gỗ nghiệp. Xe đang là một số ông cho bạn Hòa làm chuyên làm gỗ công nghiệp. Bên này nó có hẳn một đồ design riêng. Anh Viễn thì ngày xưa là sếp của tao cái thằng này không phải lo hai ông biết nhau hết mà. Ngày xưa là sếp hết. Ờ. Viễn thì ngày xưa là giám đốc. Nguyễn là siêu giám đốc, anh em là nhân viên. Ừ, ngày xưa là sếp của anh. Cả... Lôi tay về cho anh ăn uống các thứ rồi sau nó chiều cái cát, cầm cái cát hôn rồi quay về nước. Hồi đấy mày giỏi tiếng Anh nhỉ? Làm bên xuất nhập khẩu. Ơi. Làm bên cái gì học mà. Không, ông ý... Tuyên nào bọn anh xuất học xuất nhập khẩu, Alibaba. Alibaba đây, vào tao đầu tiên đây. Có một vài thằng mua cái chiếc bát thôi, còn anh mua chiếc bát là 300 mấy đô vậy, nó to lên rồi, nó đấy to, một chiếc bát là hơi cũng là giá được gì, cũng ba số của nó là có hai số, để chúng nó ý nó ông dặn không của nó đấy, không phải nhận quyền đâu, không phải của nó. Tao tao thấy của nó mà. Kẻ trang trí đấy, món chơi nhiều thứ đấy. Thực ra thì em thấy nếu mà như thầy nó không còn gì mà có gì lắm đâu. Chỉ là một khách hàng vào. Có một nguyên tắc, có một nguyên tắc nói với cả gì này. Cái việc mà làm web mỗi người một con mắt nên đừng quan tâm những việc đấy. Đương nhiên khách thì quan trọng nhất mình phải đặt được khách theo đơn giản nhất giới thiệu. Ở đây mình bán cả đồ nội thất nữa, chả phải bán ngon. Ok, thế anh cho em ấy nhé, cho em những sản phẩm để em anh em cùng lên kế hoạch xem. Ok. Để bắt đầu lên kế hoạch để đẩy dần có nhiều sản phẩm để đẩy. À, hàng nó có hàng có sẵn và hàng đặt. Có sẵn là design là đặt. Và thì có hai. Và như vậy tôi đã thiết lập ra ba cái thư anh chị nhìn ra. Đây là phần mềm chuyên dùng để lấy feedback.